Một người bình thường muốn biết thế giới này hoạt động như thế nào thì cần biết ba điều. Ai tạo ra chiến tranh và mục đích gì? Ai tạo ra dịch bệnh thiên tai, sóng thần, bão lụt và mục đích gì? Ai tạo ra khủng hoảng kinh tế và mục đích gì? Muốn trả lời được ba câu hỏi trên phải đi từng bước sau. Bước 1, tin 100% thế giới này có một nhóm người điều khiển tất cả các sự kiện trên thế giới. Như họ chọn ai là người làm tổng thống, họ đưa ai lên làm tỷ phú. Bước 2, phải tin trái đất này không dành cho quá nhiều người. Bước 3, phải có kiến thức cơ bản về kinh tế như in tiền giấy và tiền máy tính như thế nào. Ai là người in? Vì sao có lạm phát tiền tệ? Vì sao giá vàng, giá chứng khoán, giá bất động sản tăng giảm? Vì sao? Bước 4, phải có tư duy logic khoa học, thực tế để tin những điều mà báo chí không nói. When I see you again.